đây này, không đây nữa nè, bị đâm cổ ngang không ha. Có người thì nói nó là do cái con ruồi vàng. Ruồi vàng, nếu mà các bạn trồng xoài này kia rồi thì chắc các bạn sẽ biết con ruồi vàng đó. Trồng xoài, trồng mận, trồng ổi, trồng đủ thứ á, trồng táo rồi. Nó sẽ chích vô. Này. Đây nó nè. Bẫy trơn luôn. Mấy này phải lặt bỏ để không thôi nó bị thúi rồi nó ăn vô trong luôn. Cái này là nguyên nhân mà gây bị thúi từ trên túi xuống nè, vào mấy cây quý này nè. Đây nè, bị chân rồi. Có cây thằng tại một lớp này thì nó khá châu bò. Ồ, nhưng mà nó bị này bị riệp sáp bám rồi. Mày câu giá luôn ha. Đây nè, cây ruby nữa. Chết từ lúc nó còn chút xíu gì cái nó tật luôn nè, cấp ngang luôn nè. Cái này nó chết luôn. Thì rất là nhiều. Mấy cái lai me luôn. Đây là hot girl nó bị thúi hoa luôn nè. Nó có hoa mà nó không giữ được. Thì theo như mình đây nè. Theo như mình hôm qua mình đọc trên group Facebook á, thì có rất nhiều người bị giống vậy chứ không phải mình. Là những người mà mới chơi thật sự là không biết cái vụ này. Thì theo như một anh đó là anh nói comment đó là do cái con muỗi các bạn, con muỗi hành. Con muỗi hành là cái con muỗi mà con muỗi đực. Theo anh đó giải thích thì là do con muỗi đực. Mà vòng đời của con muỗi đực nó chỉ có 24 tiếng thôi. Từ khi sinh ra khoảng 24 tiếng rồi nó chết rồi. Thì cái con muỗi mà nó chích mình là cái con muỗi cái. Thấy không? Còn mà cái con mà nó không chích mình mà nó duy trì nồi giống. Là nó là con muỗi đực mà nó sống trong vòng 24 tiếng, nó sống ở ngoài, nó hút nhờ hút nhựa cây thì nó chứ không chích mình. Thì mình xác định với các bạn, nó con đó cái con quỷ đó nó không có chích hút nhựa cây mà nó hút hoa của mình á. À, hút cụ trơn luôn. Nên là người ta sẽ dùng thuốc để người ta xịt cái đó. Mà nếu mà mình mua thuốc đó mình về mình xịt á, là mình khỏi mua thuốc xịt muỗi. Hình như cái thuốc đó là thuốc gì, bơ xịt gì. Mình cũng chưa xịt bao giờ. Thì mình tới bây giờ mình mới tìm được câu trả lời là do cái con muỗi đó. Hôm trước mấy người nói nó nhưng mà bây giờ mình mới thấy nhiều người ta nói như vậy nên mới biết. Không biết mọi người có loại thuốc nào mà trị cái con muỗi đó không? Bị chứ, đây là cây lá cẩm của mình. Tính coi hoa nó làm sao rồi, chưa hết nó bị như vậy chứ. Cùi dám ăn. Đây là cái cây mà mình là tự tin thái quá nè. Mình ghép 1, 2, 3, 4, 5 nhiêu? 2, 4, 6 bo đúng không? Nhưng mà nó rụng hết trơn. Đây một bo, đây một bo. Còn 3 bo còn lại thì nó sẽ sống hết. Cái này là mình mở bọc hơi sớm quá các bạn. Giờ mở bọc sớm quá cái nên là nó bị khô bo. Tại hôm trước thấy nó dính rồi. Nó dính này xong cái mình mở bọc ra sớm quá cái nó tèo. Nhưng mà thật sự nó dính nè. Bây giờ mà không biết là có phải nó hay không, ví dụ như quỷ nè. Thấy không? Đây nè. Nó như quỷ nè. Nó đâm lên nè. Nên là không biết là cái này là do ở dưới nó đâm lên hay là do con quỷ này nó ra. Tại vì có trường hợp là nó giống đây nó đâm qua luôn rồi. Thằng bên đây thì nó ra được nữa không? Bên đây cũng vậy.
Ở đây nó khô toàn bộ trên, nó còn cái mầm sống chỗ này, bên đây cũng vậy luôn. Này là do mở bọc sớm quá, nó dính này mà bọc, tự tin quá. Bởi trên đời này tự tin quá nó cũng khổ. Mà mình thấy cái cây này là nó đúng cho ta, mình hôm trước mình giúp mình hôm trước mình thấy đúng ngày đúng giờ rồi mình mở thôi chứ tại nó khô nên cũng khó. Cho coi cây lá kim nè, nhìn thích, cây này thích ghê luôn. Cây này là của ông bác ông cho cái bo mà nó teo ngắt luôn, về ghép may mắn nó lên. Thấy không? Nhìn cái lá đẹp lắm các bạn. Không biết hoa nó làm sao thôi. Nhìn lá dễ thương lắm. Chụp ép. Ha, bò nó dài rồi kìa. Này qua Tết ghép được. Qua Tết ta ghép được. Qua Tết giữ khoảng chừng tháng 2, tháng 3 là ngon. Nhìn đẹp, lá đẹp đi chứ. Cây này mà gặp ngoài này chắc chắn là sẽ lấy. chơi hoa không được, về chơi lá cũng ngon. Nhìn dễ cưng. Thấy không? Nhìn cái lá nó đẹp lắm. Đẹp hơn so với mấy người kia. Mình thấy mấy cây trong này, mấy cây mà khỏe nhất là ví dụ như đại mỹ nhân nè, rồi mấy kia cái gì ngọc bích, hồng bích gì đó. Mấy cây đó khỏi ít bị con gì con này con kia ăn đó. Còn mấy cây kia là cứ sáng nắng chiều mưa hoài chán. Thấy thằng này nó cũng ngon, nó lá kim mà nó không bị mấy con kia bu, nó lên được vậy thì im rồi. Này qua Tết có bò về chơi ok quá đã, đó là niềm vui quá. Ai đi làm đây.